For 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. Kính chào quý vị và các bạn, quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Tại đây chúng tôi liên tục cập nhật những thông tin thời sự mới nhất. Bây giờ xin được chuyển sang nội dung chi tiết. 900 vé xe không đồng tặng người lao động về quê đón Tết. Những người lao động nghèo, sinh viên, công nhân khó khăn tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội sẽ có cơ hội trở về quê đón Tết, sum họp gia đình trên những chuyến xe không đồng vào dịp Tết này. Chương trình Chuyến xe hạnh phúc cùng Sài Gòn Coop về quê đón Tết năm 2024 do Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sẽ tặng 900 vé xe không đồng cho những người con xa xứ về quê ăn Tết khắp ba miền Bắc, Trung, Nam, khởi hành vào ngày 5 tháng 2 năm 2024, tức ngày 26 âm lịch, mong được về quê đoàn viên với gia đình. Những ngày này, cổng đăng ký chương trình Chuyến xe hạnh phúc cùng Sài Gòn Coop về quê đón Tết đã lần lượt nhận đơn đăng ký của những người lao động nghèo mong được hồi hương trên chuyến xe miễn phí. Biết Sài Gòn Coop tổ chức những chuyến xe không đồng, chị PTP 35 tuổi liền gửi đơn đăng ký để cả mẹ cùng con được trở về quê. Nhiều năm nay, chị P chưa về quê do con nhỏ bị bệnh tim bẩm sinh. Bao nhiêu tiền bà cũng dồn hết vào việc chạy chữa cho con. Do đó, một chuyến xe miễn phí để mẹ con trở về mái ấm gia đình trong dịp Tết này là một món quà lớn nếu được chương trình xét duyệt. Tương tự, bà A, 56 tuổi, cũng đã hơn 2 năm chưa được về quê bởi cuộc sống kinh tế quá khốn khó. Chồng bị tai biến mất khả năng lao động, buộc bà phải một mình gồng gánh, tích góp từng đồng lo cho cuộc sống gia đình. Hàng ngày bà phải lượm lặt ve chai kiếm từng đồng lời ít ỏi để vợ chồng cơm cháo qua ngày. Tết này, vợ chồng bà A cũng mong muốn trở về quê hương, song hoàn cảnh khó khăn nên bà tìm đến chuyến xe không đồng để mong ước thành sự thật. Theo đại diện của Sài Gòn Coop, chương trình Chuyến xe hạnh phúc cùng Sài Gòn Coop về quê đón Tết được tổ chức qua các năm nhằm góp phần lan tỏa ý nghĩa xã hội và trao niềm vui sum vầy trong dịp Tết đến những hoàn cảnh khó khăn, không đủ điều kiện về quê đón Tết cùng gia đình trong nhiều năm qua. Đây cũng là sự kiện khởi động chuỗi hoạt động kỷ niệm 35 năm thành lập và phát triển của Sài Gòn Coop 1989-2024, đồng thời nằm trong chuỗi hoạt động chương trình Tết 2024 với chủ đề Đến Coop chở Tết về của hệ thống bán lẻ Sài Gòn Coop, 20 chuyến xe hạnh phúc đi ba miền. Năm nay, Sài Gòn Coop phối hợp với Unilever Việt Nam, P&G Việt Nam, May Home và Coca-Cola Việt Nam tổ chức 20 chuyến xe hạnh phúc với tổng cộng 900 chỗ sẽ chính thức khởi hành từ ngày 5 tháng 2 năm 2024, tức ngày 26 âm lịch, chở những người con xa xứ đang làm việc từ Sài Gòn về quê hương miền Tây, miền Trung, Tây Nguyên và miền Bắc đón Tết. Chương trình có tất cả 15 chuyến xe khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh tại siêu thị Coop Mart Tô Ký quận 12 và 5 chuyến xe khởi hành từ siêu thị Coop Mart Hà Nội quận Hà Đông Hà Nội đến 35 tỉnh thành trên cả nước. Các tỉnh miền Tây gồm Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, các tỉnh miền Trung Tây Nguyên gồm Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Quảng Bình và các tỉnh miền Bắc, Bắc Trung Bộ gồm Nghệ An, Hà Tĩnh, Sơn La, Điện Biên. Thêm vào đó, mỗi hành khách tham gia sẽ được tặng phần ăn sáng tại điểm khởi hành và các phần ăn uống tại điểm dừng trong suốt hành trình. Ngoài ra, thì hành khách sẽ được đại diện Sài Gòn Coop chúc Tết và tặng quà Tết tại điểm khởi hành. Khi xe về đến điểm là siêu thị Coop Mart trú đóng ở quê, khách hàng sẽ được chào mừng và tặng quà khi trở về. Chương trình ưu tiên đối tượng khách hàng có giấy chứng nhận hộ nghèo và số lượng năm chưa được về quê đón Tết. Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Giám đốc khối vận hành hoạt động Coop Mart kiêm Giám đốc Marketing Sài Gòn Coop cho biết, năm 2023 là một năm kinh tế khó khăn, đang trong giai đoạn phục hồi sau dịch COVID-19. Hàng ngàn người lao động tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội mất việc và không có điều kiện để về quê ăn Tết. Thấu hiểu được điều đó thì Sài Gòn Coop cho rằng không gì thiết thực và ý nghĩa hơn nữa khi gửi đến người lao động tại hai địa phương này một món quà, đó là 900 tấm vé không đồng về quê để cùng gia đình đón Tết đoàn viên. Sài Gòn Coop muốn gửi gắm đến cộng đồng là Coop không chỉ là nơi mua sắm đáng tin cậy mà Coop còn là điểm đến yêu thương và sẻ chia của mọi người, bạn của mọi nhà. Chúng tôi sẽ cùng phối hợp với Liên đoàn Lao động, Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ để ra soát và lựa chọn đối tượng thích hợp để gửi tặng những tấm vé ý nghĩa này, ông Thắng nói. Những thông tin này đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.